Vì sao phải cầu siêu? Người mất có siêu không? Chính bản thân chúng ta có muốn siêu thoát về cõi lành sau khi mất thân này? Chào các bạn trở lại, Hải Toàn kính chúc các bạn tâm thân an lạc. Chúc phúc cầu siêu có giới hạn, siêu được hay không còn do phước đức nhân duyên mỗi người. Một lần nữa, Hải Toàn xin phép chia sẻ chủ đề tụng niệm cầu siêu cho người đã mất. Chủ đề chia sẻ qua những nội dung sau: ý nghĩa cầu siêu, nghi thức cầu siêu, vì sao phải cầu siêu, đọc kinh cầu siêu, làm sao biết họ chưa siêu thoát, và cuối cùng chuẩn bị cho chính mình vãng sanh. Chư vị mong muốn cho người thân của mình siêu thoát, có bao giờ chư vị tự hỏi mình đã có sự chuẩn bị sau này siêu thoát về cõi lành hay chưa? Chư vị đã có sự chuẩn bị cho việc vãng sanh về phương Tây Cực Lạc chưa? Nếu người thân của ta có tâm ý như thế khi còn sống, tức họ đã về cõi lành. Ngày ngày tâm tưởng gì sẽ tương ưng và đi theo con đường ấy. Đời sống hàng ngày tâm tính như thế nào, khi mất đi sẽ theo sở nguyện. Vốn dĩ cây cao nghiêng về bên nào, khi ngã, ngã về bên ấy. Tuy nhiên chư vị nên biết, dù có đọc bao nhiêu kinh, nếu không hiểu ý nghĩa, tâm không thành, tác dụng không là bao. Phật pháp độ sanh không độ tử. Những vị thầy đến hộ niệm, trong 7 phần, 6 phần cho người sống, 1 phần cho người đã mất. Điều này ít người nói và diễn giải cho chư vị hiểu hay con cháu hiểu. Vì thế mỗi khi thấy ông thầy đến là biết nhà có đám. Mỗi khi thấy ông thầy đọc kinh là nghĩ cứ đọc cho người đã mất. Các vị tự hỏi, trong những buổi lễ cầu siêu, lời kinh từ những vị thầy phát ra, có bao người trong gia đình nghe và thấm? Nghe để khai thị. Thế thì tụng niệm cho người sống 6 phần, nghe không hiểu hoặc không chú tâm còn được bao phần? Trong kinh diễn giải, Phật pháp độ sanh không độ tử. Giáo pháp của Phật cốt yếu độ cho người sống, việc cầu siêu cho người đã mất chỉ là phụ trợ. Việc làm này là tùy thuận chúng sanh. Vì vậy, những vị thầy đến tụng niệm cầu siêu phần lớn là khai thị cho người còn sống. Chính vì hiểu sai ý nghĩa này, mỗi khi thấy sư thầy đến là nghĩ tụng niệm cho người mất. Ý nghĩa cầu siêu: cầu là mong muốn, là nguyện, siêu là thoát. Cầu siêu là dùng tâm thành mong muốn người đã mất siêu thoát về cõi lành, không còn vương vấn tại dân gian này, cũng như không phải chịu cảnh khổ ở ba cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Phát nguyện cầu siêu mong muốn linh thức của họ về cõi tịnh độ của Đức Phật. Theo giáo lý nhà Phật, những buổi lễ cầu siêu là lời thỉnh cầu. Thông qua những lời thỉnh cầu trong câu kinh hay tâm ý của người cầu nguyện, giúp cho linh thức hiểu và giác ngộ, sớm siêu thoát hay được đầu thai chuyển kiếp làm người. Thông thường những vị thầy tụng niệm kinh A Di Đà, Địa Tạng hoặc là kinh Vu Lan. Tuy nhiên, các bạn nghe mà không hiểu hoặc đọc kinh mà không hiểu không có tác dụng. Tấm gương cầu siêu. Việc cầu siêu bắt nguồn từ tấm gương hiếu thảo của Ngài Mục Kiền Liên. Trong kinh ghi chép, Ngài muốn báo hiếu cha mẹ đã dùng thần thông soi khắp dân gian và tìm thấy mẹ mình đang chịu cảnh khổ ở địa ngục. Mẹ đang bị đọa các hình phạt ở cõi địa ngục. Ngài đau xót đến xin thỉnh Đức Phật giúp đỡ. Đức Phật cho lời khuyên, chính Ngài nên niệm kinh hồi hướng, giúp cho mẹ nhanh chóng trả hết những nghiệp quả cũ, những nghiệp quả mà mẹ đang gánh chịu, mới có cơ hội đầu thai chuyển thế. Sau 3 tháng an cư và tịnh tiến tu tập 3 phần giới, Đức Mục Kiền Liên đã cứu được mẹ thoát khỏi tội địa ngục. Tuy nhiên, cũng chính do mẹ của Ngài hồi tâm chuyển ý mới có thể thoát khỏi cảnh địa ngục. Từ đây, để người đời sau tin rằng việc cầu siêu có sức mạnh to lớn, giúp cho người đã mất hồi tâm chuyển ý, sớm ngày chuyển kiếp. Đọc kinh cầu siêu gì?
kinh A Di Đà, kinh Vu Lan, kinh Địa Tạng, đọc trong 49 ngày đầu và cả khuyến nghị cả 100 ngày. Kinh nhiều và dài, kinh kệ là phương tiện, người đọc gửi phương tiện ấy đến người đã mất. Người đọc có hiểu và thành tâm sẽ tăng hay giảm tác dụng. Không có quy định phải đọc kinh gì. Những bài kinh trên nhằm khai thị cho người mất và cả người sống. Giả dụ trong kinh A Di Đà có câu: Xá Lợi Phất, cõi đó vì sao tên là Cực Lạc? Vì chúng sinh trong cõi đó có bị những đau khổ không? Hoàn toàn không bị đau khổ, chỉ hưởng những niềm vui, nên đó được gọi là Cực Lạc. Lời trên nhắn nhủ đến chúng sinh và những vong linh muốn giải thoát khổ đau, hãy tìm đường về Cực Lạc. Cho dù bạn không cần đọc kinh, nhưng tâm bạn lại tha thiết người đã mất về cõi lành. Từ cõi lòng bạn tự nhắn nhủ, gửi gắm đến họ những lời tha thiết: Con xin cha mẹ hãy buông hết những gì ở thế gian. Cha mẹ đã sống trọn vẹn một kiếp người, hãy yên lòng ở cõi tịnh độ. Cha mẹ đừng bận tâm đến con cháu. Con phát nguyện sống lành, sống thiện để cha mẹ yên lòng. Khi bạn khấn nguyện với tâm tha thiết như thế, đã có thể cảm hóa được người đã mất, giúp họ an tâm về với thế giới bên kia. Người ở cõi dương, dù có cầu bao nhiêu buổi, làm bao nhiêu cách, nhưng chính người đã mất phải buông xả được pháp thế gian. Buông xả như thế mới mong có hy vọng về với cõi tịnh độ. Ví như cây cao nghiêng bên nào, khi ngã sẽ ngã về bên ấy. Tóm lại, đọc kinh cầu siêu gì, buổi lễ ra sao, tốt nhất chư vị nên đến một ngôi chùa gần nhà mình ở, xin tham vấn những vị thầy. Chỉ cần chư vị chí tâm, mọi việc sẽ tốt lành. Vì sao người mất chưa siêu? Chuẩn bị cho chính mình vãng sanh. Khi mất đi thân tứ đại này, dù người nhà có cầu siêu hay không, chư vị vẫn tìm đường về với cõi tịnh độ, được Phật A Di Đà tiếp dẫn. Nếu một vài người thân trong nhà thường mơ thấy người đã mất, thường mơ thấy họ cùng một hoàn cảnh, tức họ đang mắc kẹt ở một cõi khác, hoặc trong nhà xuất hiện những con vật có biểu tượng lạ, cũng có thể là linh thức của họ. Trường hợp như trên, chư vị nên hết lòng khấn nguyện cầu siêu, khai thị cho họ. Nếu văn hóa gia đình có cúng kiến, có thể cúng thức ăn để không làm ma đói trong lúc chờ chuyển qua cõi tiếp theo. Nhiều trường hợp ở ngoài đời, người mất chưa về cõi lành, vẫn đang ở cõi tạm. Ví như chúng ta khi đi du lịch qua nhiều chuyến xe, họ vẫn đang ở cõi tạm, vẫn có người thấy hoặc cảm nhận ở những nơi họ sống trước kia. Phần nhiều là do người sống giữ lại đồ đạc cũ của họ, khiến họ có hành động, có tâm tham luyến, không hài lòng và nhắc nhở. Vì vậy, không nên lưu trữ, chất chứa quá nhiều đồ đạc cũ của người đã mất, không nên lưu trữ bất kỳ điều gì của họ. Cũng như không nên sưu tầm đồ cổ, đồ quý giá không rõ nguồn gốc. Chúng bị ám bởi người chủ trước và có thể cả bị nguyền rủa. Không siêu được có phải do nghiệp lực? Họa phước mỗi người bởi nghiệp lực, nghiệp ở đời quá khứ và tập khí ở đời này. Vì sao có người sau khi mất không chịu rời cõi ta bà này? Vì sao mãi còn ở lại không chịu đi? Do nghiệp và do cái tâm tham luyến. Tham nhà cửa, tham danh lợi, tham gia thân quyến thuộc. Bởi trong tâm thức, cái gì cũng của tôi. Tôi đi rồi ai lo, tôi đi rồi ai sở hữu. Trong một gia đình có 4 người con, cha mẹ mất đi để lại cho 4 người con một ngôi nhà. Tranh chấp từ đây xảy ra, người con út rời đi khỏi nhà ra ở riêng. 3 người anh chị còn lại tranh nhau ngôi nhà, luôn muốn giành phần hơn về mình, không ai chịu nhường ai. 1 năm, 2 năm, 5 năm và 10 năm, ai cũng cố bám trụ căn nhà này,
không thỏa thuận được với nhau, dù sống cùng nhau không bằng mặt lẫn không bằng lòng. Người tranh giành đoạt lợi như thế là người không siêu ngay tại cõi dương này. Trong bốn người con trên, chỉ duy nhất người con út rời đi. Chính người con út ấy đã tự giải thoát cho mình. Ba người anh chị dù có cơ hội tự giải thoát thân tâm nhưng họ không chấp nhận. Người đã mất có tâm tham luyến danh lợi của mình cũng như thế, chính họ không chịu rời đi. Người mà không chịu rời đi, dù ai có cầu siêu cầu sinh họ cũng sẽ không rời đi. Người đã tạo nghiệp bất thiện tức sẽ còn trong sáu nẻo luân hồi. Đến khi nào trả xong nghiệp cũ không tạo nghiệp mới, chí tâm niệm ông Phật của chính mình, Phật sẽ đón tiếp dẫn về cõi tịnh độ. Chúc phúc cầu siêu có giới hạn, không gì tự bằng mình thành tựu trong đời này. Chư vị có tự hỏi, có chuẩn bị cho mình để vãng sanh. Cái nhà là một quán trọ, cái thân này cũng là một quán trọ như chuyến du lịch. Rồi sẽ có lúc chúng ta rời đi dù muốn hay không. Giả dụ trong tương lai chúng ta có một chuyến đi xa, chúng ta sẵn sàng cho hành trang của mình. Chẳng may bị đổi lịch, chúng ta quýnh quán thu xếp mọi thứ, nếu quá gấp sẽ không kịp. Cũng như thế, nếu chúng ta chuẩn bị sẵn sàng hành trang về phương Tây Cực Lạc, khi vô thường đến, chúng ta gác lại mọi thứ để yên lòng lên chuyến xe mà đi. Tùy vào sự chuẩn bị trong đời sống hàng ngày để bắt chuyến xe phù hợp nơi mình đến. Trong năm thừa, từ nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa, bỏ hai nhân thừa và thiên thừa, còn lại ba thừa sau gọi là tam thừa. Và cuối cùng, từ vị trí con người phàm phu trở thẳng đến quả vị Phật, được gọi là Phật thừa hay nhất thừa. Trong ngũ thừa, chư vị muốn đón chuyến xe nào? Còn tùy vào công phu tu tập trong đời sống hàng ngày. Tu không phải là đi tu, tu đơn giản là sửa đổi, sửa ba nghiệp thân, miệng, ý, chuyển mê thành giác. Bởi vì đi lên hay đi xuống đều do nghiệp. Tóm lại, Khải Toàn chia sẻ đề mục này chủ yếu là cho người còn sống. Kính mong chư vị ngồi xuống tĩnh tọa hành thiền, tìm lại tự tánh của chính mình để chuẩn bị hành trang, để chọn một chuyến xe về phương Tây Cực Lạc. Hành trang của chuyến xe ấy chính là công phu tu học, mỗi ngày tự dụng công, nghe giảng kinh, hành thiền và ứng dụng. Vì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ rời đi, bỏ lại cái quán trọ này để tiếp tục một cuộc hành trình. Mời chư vị tìm ngay trong kênh Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo và cả series Bước Đầu Học Phật. Khải Toàn kính chúc quý vị tâm thân an lạc.